Đó, tại chủ ở xa không có canh tác gì không, cây có 1 mét mà là 6 bí buồn luôn chị không, nhìn rất là ham anh chị nha. Sau đây là thì cây tái rất là tốt chị ha. Ở trước do cái cỏ chạy nhiều á chị ha, nên nó che khuất, nó thiếu phân á, nó không có tốt mấy. Em xin chào cả nhà, bác sĩ đặc biệt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng với đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã đến chị một miếng vườn khá là đẹp anh chị ha. Tích mặt tiền khủng luôn chị, 68 mét, chiều sâu chỉ có là 40 mét anh chị ha. Nguyên một cái vườn cây ăn trái như là dừa nè, bưởi nè, mít nè, cam nè và rất là nhiều cây ăn trái khác chị nha. Cái hướng vườn của mình á thì nằm hướng chánh đông, anh chị nào mà hợp phong thủy mà coi tuổi á, đây là vị trí khá đẹp cho anh chị hoặc cô chú nha. Và đặc biệt thứ hai á, đây là vườn của mình á đã có cái cổng rồi đó, làm rất là kiên cố. Anh chị có xe ô tô, xe tải á, mình tới vị trí vườn của mình luôn chị ha. Trước cái vườn mình đó là đường đó là 3 mét anh chị nha. Đất mình là đất cây lâu năm, hiện tại là chưa có thổ cư anh chị. Nói rất là kỹ từng chi tiết để chị nắm ha. Lên tổng diện tích vườn cây trái của mình là 2.700 m² nha anh chị nha. Trước màn hình mình đó chị, mình đi thẳng đường này đó khoảng là 400 mét nữa sẽ đụng tới cặp bà sông Nguyễn Tấn Thành chị ha. Một hướng anh chị về hướng Quốc Lộc A, còn một hướng anh chị về hướng thành phố Mỹ Tho anh chị nha. Còn cái hướng đây nữa anh chị, hướng này thì anh chị đi khoảng là 1 km nữa sẽ đụng tới đường nhựa ha. Rồi thẳng một đoạn nữa về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim là khoảng 3,5 cây số nha. Nếu anh chị ở xa như là cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long á thì anh chị tới chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim nằm ở đường tỉnh lộ 876 á, em sẽ đón anh chị ở đó nha. Còn nếu anh chị ở khu vực như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây nha, từ bến xe miền Tây về tới vườn cây trái của mình là 66 cây số là tới anh chị nha. Nếu mà đi xe ô tô là các khoảng là 1 tiếng 20 phút đi đường cao tốc anh chị, còn nếu anh chị đi xe máy các khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới anh chị nha. Rồi từ chỗ vị trí ngã ba này á, em sẽ chạy vô cái vườn của mình chỉ có là 200 mét đâu lại nữa thôi là tới cái vườn của mình anh chị ha. Mình vô đường này nè anh chị, đang quay cụ thể đường xá và hàng xóm luôn để cho anh chị mình nắm rõ thông tin chính xác, nhiều lúc mình ở xa cũng nắm được cái đỡ mất thời gian của mình anh chị nha. Rồi để em lấy xe các anh chị. Rồi em xin mời anh chị ha, nhầm đi anh chị nha. À, anh chị thấy không, nhà cửa rất là đông đúc nha anh chị. Đây, nhà rất là đông ha. Ở khu vực mình đó thì có điện nước, cáp wifi đầy đủ hết anh chị nha. Ở đây mình xài nước ngọt, không có mặn cũng không có phèn luôn anh chị nha, nên chị rất là yên tâm về đó nha. Đây khu này thì nhà này nuôi vịt rất là nhiều anh chị, vịt sim. Đây cái đường này là 3 mét anh chị ha. Nè để em đậu xe lại, từ cái hàng rào bên trái mình chị thấy không, qua bên cái bên tay phải mình tới đường đan đây luôn là 3 mét là đường công cộng đó anh chị ha. Còn cái này là từ cái mương này qua là đất của người ta nha anh chị nha, tại vì cái này là ta bơm cát này trước là ta đây có cái mương nè anh chị, nhưng mà giờ là đường công cộng rồi đó thì mình về đây mình đổ để xanh lên là ô tô vô được anh chị ha, tại đường này 3 mét rất là rộng nha anh chị nha. Rồi mình đã tới vị trí cái vườn cây trái chị ha. Rồi để đậu xe lại anh chị nha. Rồi tới vườn mình rồi. Rồi để em chỉ cái ranh giới cho anh chị nắm nha. Đây từ cái bên tay trái màn hình có hàng rào cao khoảng là 2 mét chị thấy không đó, này chiều sâu nè anh chị, chiều sâu vô đây là 40 mét chị ha. Còn cái chỗ này anh chị, chỗ cái trước là 3 mét là vô là đất của người ta chị ha, mình tính từ hàng rào anh chị ha. Còn cái mặt tiền cái đường này hiện tại tới đây thì bắt đầu là đường chỉ còn có 1,5 mét anh chị ha, là đường thông nha anh chị ha, tới đây là 3 mét thôi. Còn từ chỗ đất mình thẳng vô đây mặt tiền này đó thì 1,5 mét anh chị ha, xe máy đó, mặt này là 68 mét anh chị ha, chiều sâu là 40 mét nha. Đây là cái cổng nè,
để quay gần cho anh chị xem. Đây, gia chủ chạy về cất cái nhà về đây nghỉ dưỡng, nhưng mà do ba mẹ đó không đồng ý gì đó, hay là trục trặc gì bên gia đình đó, nên giờ cần bán lại chị ha, không có cất nhà nữa anh chị nha. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ mình đi vô trong mình tham quan cái miếng đất vườn của mình anh chị nha. Đây đất gì không, hiện tại thì chủ cũng đi vài tháng nay không có chăm sóc, không có mần cỏ chị, nhìn cỏ rất là nhiều chị ha. Rồi để em quay cái mặt tiền 68m cho chị xem nha, rồi sẽ vô bên trong sao ha. Đây mặt này là 68m anh chị, rồi để quay cao lên xíu anh chị ha. Đây có dừa, có chanh, rồi có bưởi, rồi có mít, rất là nhiều cây trái trên cái vườn của mình anh chị ha. Cái này là mình về mình chăm sóc lại, mình dọn cỏ chị, rất là đẹp nha ha. Cây cũng rất là tốt, tại vì do chủ ở xa anh chị, thì cũng bỏ này cũng già tháng rồi, nên cỏ rất là nhiều chị thấy không. Miền Tây mình thì mưa rất là lớn anh chị, nên cỏ rất là nhiều nha chị ha. Sáng giờ cũng mưa cũng hai chập rồi anh chị ha, giờ em đang quay cũng đầu buổi chiều rồi. Đây có một lớp cửa nè anh chị, cái cổng nè anh chị không, nắng cái cổng thì lớn, còn cổng thì cũng phụ anh chị nha. Gia chủ ký gửi giá bán anh chị thì 1 tỷ 100 triệu là 1.000 m² nha anh chị. Cái này là lên tổng diện tích đó là 2.700 m² nha. Ngang là 68m, chiều sâu là 40m anh chị. Đây có cây dừa nè, nhìn rất là dễ thương chị không, cao có 1m thôi mà có trái. Cái này là thiếu phân á anh chị ha, thiếu chăm sóc á, nếu mà chăm sóc nữa là trái nhiều nữa anh chị nha. Wow, dừa để già luôn không chịu bán luôn chị thấy không. Đó, tại chủ ở xa không có canh tác gì không. Cây có 1m mà là 6 bì buồn anh chị không, nhìn rất là ham anh chị nha. Cái mặt tiền mình rất là dài chị ha, em sẽ cố gắng đi hết cái mặt tiền cho anh chị xem ha. Hiện tại em đang đi cái mặt tiền quay camera vô để anh chị thấy rõ hơn nè, thấy không. Trên đất mình á chị thì không có màu mã, không có vướng dây điện cao thế gì anh chị nha. Đất mình là khá là đẹp anh chị, em thấy cái miếng này rất là ăn ý nha. Thích hợp cho anh chị cô chú nào mà lớn tuổi á, về đây mình nghỉ ngơi, làm vườn đó, hưởng không khí trong lành, là cái miếng này em rất là ăn ý ha. Xe ô tô mình vô tới vị trí luôn. Cái đường này đường công cộng anh chị ha, 1,5m thôi. Đổ đa anh chỉ có 1m thôi anh chị nha. Đường cũng nhỏ, đường xe máy anh chị. Mặt tiền anh chị không, đi nãy giờ mỗi chân mà chưa hết mặt tiền anh chị, 68m anh chị ơi. Rồi để quay vô cho anh chị xem nha. Wow, một cái vườn phía sau đi cỏ đỡ hơn xíu ha. Khúc đầu nãy cỏ rất là nhiều chị thấy không. Đây còn một cái buồng chú già chín nữa nè, chủ không chịu chặt anh chị không. Buồng chú già rất là tốt anh chị ha. Đây phía sau đây em thấy rất là đẹp anh chị, cây trái nhìn rất là ham. Rồi mình đã tới cái mặt tiền 68m gần hết anh chị ha. Rồi để em chỉ cái ganh anh chị. Đây có một cái cổng nữa chị thấy không, là 3 cổng, 2 cổng phụ và 1 cổng chính anh chị nha. Đây tới cái ganh bên tay phải màn hình có cái trụ bê tông hàng rào 2m anh chị thấy không. Đây là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha. Còn đây là đường vô đường này là khoảng là 300m đó, là đường cùng anh chị. Đây cái mặt tiền 68m nè, để em quay lại cho anh chị xem, quá là tuyệt vời chị không. Còn nếu mà anh chị muốn nới ra rộng á, nới từ trong đất mình bên tay phải anh chị, nới ra xíu là đổ dài ngoài luôn là 3m 4m cho tùy mình chị ha. Đó thì hiện tại cái đoạn này chỉ có là đường đan á 1m, còn đường công cộng là 1,5m. Đó nếu anh chị nới ra là xe ô tô tới vị trí này luôn. Còn nếu không á thì xe ô tô xe tải nhỏ thì tới vị trí ngay cái cổng. Cái cổng này làm sẵn anh chị, anh chị ganh cái đầu tiên á, đó tới đó ha. Rồi để em quay hàng sớm xíu cho anh chị mình quan sát luôn nha. Đây còn 2 cái đường này anh chị không, ở đây thì đường rất là nhiều đường đi nha chị ha, công cộng mà anh chị đó. Một anh chị đi thẳng cũng được nè, thấy không, đó đi thẳng cũng được, đi ra đường nhựa cũng được nè, coi không anh quẹo qua đây đó, nhà cửa chị không, nhà cửa hàng sớm rất là đông đó, đường nào mình ra đường nhựa cũng được anh chị. Nếu đi đường nhựa đường này đó khoảng là 1,5 cây số mới tới chị nha. Rồi không để mất thời gian của anh chị qua cô chú nữa, em sẽ quay vô đất một phần nữa ha. Đây
Tới đây thì khóa cửa em không vô trong được chị ha, em quay ngoài vô cho anh chị xem luôn. Đó, giờ mình đi vô chiều sâu là 40 mét anh chị ha. Đây. Để em quay hết đất luôn để cho anh chị mình nắm toàn diện cái khu vực mình ở xa, mình cũng không đỡ mất thời gian, mình về đây xem anh chị nha. Đây, đây chuối già cũng nhiều anh chị, dừa cũng nhiều nữa nè, trái rất là nhiều. Đây mình có mỗi clip là khoảng là em thấy là khoảng 7 mét anh chị, rất là rộng anh chị ha. Còn mương thì gia chủ đây lấy khoảng là 1 mét rưỡi đến 2 mét. Khoảng là 1 mét rưỡi đến 2 mét vậy ha. Vườn này em thấy rất là đẹp anh chị ha. Đây, cây trái rất là tốt, phía sau đây là thì cây trái rất là tốt chị ha. Ở trước do cái cỏ chị nhiều anh chị ha, nên nó che khuất, nó thiếu phân á, nó không có tốt mấy. Đây chiều sâu rất là dài. Rồi đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái vườn nằm ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với em xuống thoại giống hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 1 tỷ 100 triệu là 1.000 mét vuông nha. Cái này lên tổng diện tích là 2.700 mét vuông với ngang mặt tiền là 68 mét, chiều sâu là 40 mét nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.